Thanh Lan xin trân trọng kính chào tất cả quý vị khán thính giả thân thương từ khắp bốn phương trời. Thưa quý vị, thể theo lời yêu cầu của quý vị, hôm nay Thanh Lan gặp lại Sean Lê, người lính Mỹ gốc Việt. Và bây giờ thì không có đi lính nữa phải không? Dạ, hết rồi cô. Rồi, đi lính 20 năm mà còn trẻ quá. Thưa quý vị, những ngày mà mình đi lính như vậy thì mình cũng học tập được nhiều thứ để làm cho mình cứng cáp lên đúng không? Dạ đúng rồi cô. Thì nó cũng có những cái routine đó cô. Nó bắt buộc người lính là phải rèn luyện sức khỏe. Rồi cứ mỗi 6 tháng là những người lính là phải trải qua những cái bài test. Test về thể lực. Ví dụ như mà mình không có thường xuyên tập thể dục mà thể lực mình yếu đó, ví dụ như nó chiếu theo một cái độ tuổi, mình phải làm bao nhiêu cái push up, bao nhiêu cái sit up, rồi bao nhiêu cái chạy bộ thì phải chạy bao lâu đó, trong vòng 1.5 mile đó thì nếu mà không được thì họ có thể cho mình kiểm điểm, họ kỷ luật, còn nếu mà mình vi phạm nhiều quá thì họ sẽ đẩy mình ra. Nhưng mà cho cô tò mò cô hỏi cái này nha. Hồi đó là Sean chọn cái ngành đó hay là bố mẹ push? Không, bố mẹ Sean là chưa bao giờ push đó. Thậm chí là Sean sign up rồi Sean mới nói. Lúc đó thì Sean cũng rất là bất ngờ là khi mà Sean chia sẻ với mẹ thì mẹ lại không có cản trở. Mẹ nói ok con đi đi. Đi cho nó cứng cáp, và lại mẹ cũng biết là đi lính Mỹ thì sẽ học hỏi được rất là nhiều điều hay và sẽ có nhiều cái quyền lợi. Cho nên là mẹ Sean là cũng may là không có cản. Nhưng mà cô cứ ngại cho người Việt Nam mình là cái tướng nhỏ hơn và yếu hơn, thì khi mà tập trung với những người Mỹ như vậy đó mình có thiệt thòi không vậy? Thiệt thòi chứ cô. Thiệt thòi chứ. Tại vì cô biết là trong cái unit của Sean là mấy người Mỹ, mấy đứa bạn đứa nào cũng to lắm. Có đứa 6 feet rồi, nó mang cái ba lô rồi, nó mang gì nó không thấy nặng lắm, mình nặng. Thì đó, mình giống như con rùa mình đổi cái nhà chứ. Mang vô rồi, trời ơi. Vậy đó mà mình vẫn phải giống như là compete với lại các bạn. Đâu có đặc biệt gì cho mình đâu. Không có đặc biệt gì hết. Sean còn nhớ cái ngày cuối cùng mà thi mà tốt nghiệp quân trường á, là có một cái buổi đêm đó là bắt đầu từ lúc 4 giờ chiều. 4 giờ chiều là bắt đầu là tập cho tới 8 giờ sáng ngày hôm sau luôn. Là cứ chạy liên tục, chạy rồi cứ truyền nhau mấy cái ba lô mà nặng lắm cô. Những cái equipment dĩ nhiên là đó. Nặng rồi. Mà kể tiếp đi rồi cô nói cái câu chuyện này cho nghe. Thì mấy cái người mà mấy cái bạn mà chạy đầu á thì là nó to con lắm, nó chạy đâu có gì đâu. Thì nó cứ pass qua fast rồi tới phiên mình là chạy mà đáng lý ra là phải khoảng chừng 15-20 phút là phải truyền nhau. Nhưng mà biết sao cái ông huấn luyện ông quên, nó không nói, ông không có ra lệnh á. Cho nên là Sean cứ phải khiêng cái đó. Nó trời ơi tới bao giờ mới cứ nói đây. Mà mình nhỏ xíu mình cứ phải chạy thôi tụi nó. Mà chạy bằng giày boots nữa, cho nên là đó là cái kỷ niệm mà Sean không. Đôi giày không là đã nặng rồi. Nè, cô nghe người ta kể cho cô nghe nha, cô không có quen cái bà mẹ này. Nhưng mà có một bà mẹ Việt Nam cứ ép con mình phải đi lính. Mà cái thằng bé đó nó yếu ớt, mà nó nhỏ xíu con mà nó yếu lắm, nó vào nó tập tối ngày nó bị làm nhục không, tại vì nó tập không nổi. Xong có một ngày không dám nói đẹp trời, ngày xấu trời nó tự tử, nó chết luôn con. Ô trời đất ơi. Cái chuyện này ghê nhỉ. Mà không biết có nhiều người biết hay không mà cô cũng quên mất là ai kể rồi, mà cô thấy tội nghiệp thằng bé quá. Chứ người Việt Nam mình đi đâu cũng nhỏ thiếu con à, nhỏ xíu con mà còn yếu nữa. Rồi làm sao mà đâm, không phải đánh nhau nhưng mà tập cùng một cái mà cái gì mình cũng thua. Thì nói chung đây không phải là người Việt Nam không đâu cô, người Mỹ cũng xảy ra nữa. Người Mỹ cũng có nhiều người yếu ớt này kia. Chứ không phải Việt Nam mình không. Nhưng mà đó là một trong những câu chuyện mà Sean thấy là nó rất là hiếm lắm.
đa số nha, đa số trong cái thời kỳ của Sơn mà Sơn có kinh nghiệm là những người mà những em mà đi lính rất là nhút nhát, gầy gò, yếu đuối, nhưng mà trải qua vài tháng đi quân trường mạnh lên, rồi các em về nhà thăm cha mẹ là ai cũng ngạc nhiên, ủa sao khác vậy, càng tốt nha. Dạ, đó là cái mặt tích cực đó. Thì đấy, lâu lâu cũng có một trường hợp xui vậy đó, mà cô nghe cô cứ buồn bã trong lòng. Tại vì cô hay có cái tính là tưởng tượng mình là cái người đó đó. Tội nghiệp quá. Thì đó là những cái chuyện hiếm mà hơi đau lòng thôi. Nhưng rồi mà sau khi đi lính rồi 20 năm rồi được ra. Rồi sau đó thì Sơn suy nghĩ là tính đi theo con đường nào? Mới đầu Sơn tính đi dạy học. Giống cô á, cô hồi nhỏ cũng thích đi dạy học. Tại vì trong trong khi mà đi lính là Sơn dùng cái tiền học bổng mà lính cho đó đi học đó là Sơn đã lấy được bằng đại học rồi. Có sẵn sàng rồi, Sơn chuẩn bị rồi, lên kế hoạch rồi. Có nghĩa là khi mà Sơn về hưu rồi á là mình sẽ đi lấy những cái requirement để mà trở thành một thầy giáo. Là mình sẽ ghi danh vào trong một cái trường high school dạy môn lịch sử. Rồi dạy cái môn gọi là ROTC, có nghĩa là nói nôm na tiếng Việt là chuẩn bị cho những em mà đi lính nữa. Là mình giống như hướng dẫn đó cô, hướng dẫn cho các em đó. Nhưng mà không biết làm sao mà cơ duyên nào cái mình qua làm cái công việc này mình cũng không biết luôn. Cô thì cô rất là quý nghề thầy giáo. Tại vì lúc nào cô cũng nghĩ rằng đứa trẻ nó như là một tờ giấy trắng vậy đó. Khi mà mình đang gặp thầy, thầy sẽ in những cái dòng chữ gì trên cái tờ giấy trắng đó, và những em bé đó sẽ trở thành những con người như vậy là qua tay những người thầy giáo đó, cô giáo đó. Nên là cái nghề đó cô cũng rất là quý. Trong gia đình cô thì rất là nhiều người đi dạy học nha. Ông ngoại Sơn hồi xưa cũng đi dạy học. Cho nên là Sơn thích cái nghề dạy học lắm. Nhưng mà theo cô suy nghĩ thì muốn là thầy giáo, cô giáo phải tự tin dữ lắm ha. Chứ ai mà có gan đứng trước mặt mọi người mà nói thế, mặc dù là toàn là em bé không, nhưng mà cũng phải tự tin chứ hả. Cô thì hồi nhỏ cô không có tự tin đâu. Cô nhát lắm. mới tự tin sau này thôi. Sau khi mà mình làm talk show đó, nói chuyện giết thì nó quen. Đúng rồi con. Với lại nhiều khi người Việt Nam mình không phải mình cô đâu mà nhiều người lắm nhút nhát, không có thích thổ lộ những cái gì mà sâu kín trong lòng đâu. Nhất là nói chuyện trước public, đúng không cô? Đó là đa số người Việt mình rất là nhút nhát cái điểm đó. Mà để Sơn kể cho cô nghe cái lý do vì sao mà Sơn thích đi dạy học là tại vì 10 năm cuối cùng mà Sơn dành ở trong lính đó là Sơn làm cái nghề gọi là counselor đó. Là mình hướng dẫn cho các em gọi là hướng nghiệp đó cô. Hướng dẫn cho các em mà vừa mới bước chân vào lính thì mình mình dạy dỗ các em như thế nào, huấn luyện các em như thế nào. Thì Sơn làm một thời gian thì Sơn rất là thích. Sơn rất là thích. Và cái công việc mà làm tuyển dụng của Sơn nữa là thường xuyên đi đến những trường học. Thì khi mình đi đến trường học thì mình nói chuyện với các em thì mình thấy được đâu đó cái hình bóng của mình thời xưa mình ngồi dưới ghế đó. Cho nên là Sơn rất là thích nói chuyện rồi truyền động lực cho các em, truyền cảm hứng cho các em. Theo Sơn đó thì hiện tại đó các em trai mà xong cái trung học đó lên đại học đó, đối với người Việt Nam hiện nay nè, đại đa số mình nên theo cái ngành nào? Cái ngành nào có từ từ trung học lên đại học đó hả? Tại vì lên đại học là mình phải chọn ngành liền để mình học đúng chứ. Không thôi sao mình làm được. Đó, thì mình nên theo cái nào? Sao nghĩ là mình nên theo cái sở thích của mình. Mỗi em đều có một cái sở thích riêng. Đó. Thì mình cứ làm theo cái sở thích. Trước tiên là mình theo cái sở thích của mình đi đã. Đó. Tại vì nếu mà mình không thích thì mình rất là khó. Khó làm lắm cơ. Đó. Cho nên là có người thì thích nghề này, có người thích nghề kia. Nhưng mà mình có theo lâu dài được hay không? Cho dù là cái nghề đó nó thật ra nó có đẻ ra nhiều tiền cho mình mà mình làm mình không thích nó thì nó khó chịu lắm cô. Khó chịu quá. Mỗi ngày đi làm mà mình không thích tới chỗ làm thì khổ quá nhỉ. Khổ lắm. Nói tóm lại là thưa quý vị, Thanh Lan cũng rất là may mắn, mình đã chọn cho mình một cái con đường đi mà cả đời mình cảm thấy vẫn yêu mến nó, cho tới tận giờ phút này vẫn còn mê hát, vẫn còn mê đóng phim. Thành ra là có lẽ là mình chọn không nhầm đâu. Nhưng mà tuy vậy, ở trong họ hàng đó bảo con Thanh Lan này nó đi lộn đường rồi, tại vì trong gia đình toàn là đi dạy học không, tự nhiên sao con nhỏ nên làm nghề gì kỳ thế đấy. Nhưng mà tới năm này tháng này thì cô nghĩ rằng
không phải là riêng là người Việt Nam nhưng mà trên khắp thế giới đều nhìn nghệ sĩ với con mắt khác, yeah. đúng không? Nên là mình cảm thấy mình rất là bằng lòng với cái nghề mà mình đã chọn. Yeah. Thì cô cũng xin chúc Sơn là Sơn sẽ đi theo một con đường mà Sơn sẽ yêu thích cả đời. Dạ, yeah, xin cảm ơn cô rất là nhiều. Sơn có một cái câu hỏi này cho cô nha. Bên này câu hỏi nữa. Khi mà cô trở thành ca sĩ thành danh như vậy đó, nổi tiếng như vậy đó, có rất là nhiều khán giả hâm mộ. Thì người nhà của cô, những đặc biệt là những người mà nói là cô đã đi lầm đường rồi đó, thì lúc đó họ như thế nào? mà Sơn có biết cái câu Việt Nam là bù chùa nhà không thiêng không? Tức là đối với trong gia đình cô chả là cái gì hết trơn. Vậy đó. Dạ vâng. Thì mình chỉ là một người yêu âm nhạc, yeah. rồi khi mà đóng phim thì lại thích những cái giây phút mà khi mà cuốn phim nó xong rồi mà chiếu lên đó là mình được ngồi coi, mình thích lắm, yeah. Mà cái chuyện này nó cũng dính dáng tới phim. Ngày xưa cô đóng cái phim nó tên là Ngọc Lan, đó, mà cô đóng vai một cô gái quê, rồi thì lấy một cái anh chồng là quân nhân đấy, nhưng mà anh chồng về sau thì bị mù, đi chiến tranh đó, bị mù rồi về, xong rồi cứ ghen vớ vẩn, xong cứ đánh bà này mãi. Thì con của cô nó vào coi cái phim, nó coi ngay cái đúng cái cảnh mà cô bị đá lăn vòng dưới đất. Xong mỗi lần nó gặp cái ông tài tử đó chạy theo nó đánh. Dạ vâng, thưa quý vị, thì hôm nay chẳng có cái mục đích gì cả, chỉ có gặp gỡ nhau để hàn huyên là vì có rất nhiều khán giả của Thanh Lan Show yêu cầu rằng chị Thanh Lan ơi, sao chị không mời Sơn Lê đi, Sơn Lê nói chuyện dễ thương mà, đúng không? Cho nên là cô đã lên show của Sơn. Thì bây giờ Sơn cũng phải lên lại show của cô. Thì bên nào thì cũng khán giả chắc hơi khác ạ. Mà sao Sơn giỏi thế, mới ra sau cô mà đông người xem ghê đó. Chắc là cái vụ mà lính Mỹ gốc Việt đó. Đúng rồi cô. Không? Dạ, cái câu đó. Dạ, cái nó cũng là một cái hiện tượng lạ đó. Dạ. Tại vì chắc người ta tò mò nha. Dạ. Không biết cái tên lính Mỹ này nó như thế nào mà gốc Việt. Dạ. Tại vì từ trước giờ cũng ít người mà chia sẻ những cái cuộc sống ở trong quân đội Hoa Kỳ. Cho nên là khi mà Sơn xuất hiện với cái vóc dáng, cái hình hài của một người Việt Nam nhưng mà lại khoác trên mình một cái áo của một người lính Mỹ thì nó gây cái sự tò mò. Cũng vì lý do đó mà khán giả đón nhận Sơn nói chung là tương đối suôn sẻ. Suôn sẻ hả? Thì cô cũng thấy là show rất nhiều người xem nha. Nó rất nhiều người có cảm tình đó. Nhưng mà trong cái thời gian mà đi lính đó, Sơn đã có từng bị đi qua một cái nước nào mà đang chiến tranh mà Sơn bây giờ nhớ lại còn thấy sợ không? Sợ thì thời gian đầu sợ thôi cô. Nhưng mà từ từ qua thấy nó cũng vậy à. Giống như là mình đã chấp nhận đi vào cái con đường đó và mình nghĩ là bên cạnh mình, mặc dù là không có gia đình nhưng mà có đồng đội, có anh em. Đồng đội cũng như gia đình của mình lúc đó. Dạ, thì đó thì nó cũng là một cái động lực cho mình đó. Coi như là mình sống chết có nhau. Cái đời lính là như vậy thì mình bớt đi cái nỗi sợ. Thì cái vùng Trung Đông thì unit của Sơn đã tới vài lần, hình như là 3-4 lần vậy đó. Sơn có tới đó. Cô chỉ xin xem trên TV thôi mà cô đã sợ rồi. Nguy hiểm nha. Mình coi như là chết bất đắc kỳ tử chứ không biết lúc nào sẽ xảy ra cái chuyện nguy hiểm cho tính mạng mình. Nhưng mà thì mỗi con người, cô bây giờ thì cô bắt đầu tin rằng mỗi con người đều có cái định mệnh riêng. Mà không biết là ai ở trên kia sắp xếp cho mình, không có quyền thay đổi. Mình chẳng làm gì được hết. Thì dĩ nhiên trong cái cuộc sống ai cũng cố gắng làm tất cả những cái điều gì mà cố gắng nhất của mình, nhưng mà nó đi đến đâu hay không còn do ở trên trời định. Vậy là cô tin vào số phận đúng không? Cô tin, cô tin. Có một người bạn của Sơn, một người anh mới đúng, đi lính cũng mười mấy năm, xong rồi ảnh xuất ngũ, ảnh trải qua bao nhiêu cuộc chiến, cũng hên là không bị gì. Không sao. Nhưng mà khi mà ảnh về nhà, ảnh không còn đi lính nữa, thì ảnh dọn tới một cái tiểu bang xa, ảnh đi câu cá, ảnh bị tai nạn, ảnh bị cuối cùng ảnh không trở về nhà được nữa. Rồi một ngày trời, cái chuyện này làm phim cũng hay đó nha. Cho nên hay quá. Cho nên mới nói là cái số phận con người mình không biết trước được. Không ai biết trước đâu. Mình chỉ cầu xin cho mọi người mà dù quen hay không quen, mọi người được yên ổn là mình vui rồi.
Đi lính vậy đó, gặp biết bao nhiêu nguy hiểm vậy đó, vào sanh ra tử bao nhiêu cuộc chiến ác liệt ảnh đã từng tham gia. Ảnh không bị sao. Đồng đội của ảnh có người không về, nhưng mà ảnh về được nhà, nhưng mà lại đi cầu xảy cả. Ra cái chuyện tai nạn như vậy. Là tại vì đúng cái ngày, cái giờ đó là ông hết nợ trần rồi. Chắc vậy. Không biết là quý vị nghĩ sao, không biết là Sơn nghĩ sao. Nhưng mà riêng cô thì cô nghĩ rằng sống là trả nợ đời đó. Chứ không phải là sống là để mình vào cái kiếp này để mình ăn chơi chắc táng đâu. Mình phải làm tối đa hết cái sức của mình trong cái kiếp này. Tại vì không biết Sơn có tin là sẽ có kiếp sau không. Nếu mà có kiếp sau, kiếp sau trả nợ được không cô? Kiếp này mình vui đi. Mà có làm lính Mỹ nữa không? Thì cô rất là nể những người nào mà có gan đi vào lính đó. Thì mình đâu biết cái chuyện gì sẽ xảy ra. Mình thì mình lúc nào cũng muốn được sống trong một đất nước hòa bình. Chứ mình đâu có muốn chiến tranh. Đúng rồi. Thôi đừng nhắc tới chiến tranh, cô sợ lắm luôn. Vì chiến tranh mà đất nước Việt Nam mình phải chia đôi nè. Rồi gia đình ngăn cách nè, người bên này người bên kia. Bố của cô sợ nhất là gì biết không? Đó khi mà nếu mà miền Bắc mà tràn vào miền Nam rồi, mà em của cô nó lớn lên mà nó đi lính, rồi hai bên bắn nhau. Ông sợ nhất cái điều đó đó. Sợ chú cháu giết nhau. Làm sao biết được. Huynh đệ tương tàn. Ghê quá. Thì hôm qua Sơn có đọc cái cuốn hồi ký của cô đó. Cô cũng ghi một cái đoạn về chiến tranh rồi thời điểm hiện tại. Cái hành tinh của chúng ta đang sống cũng xảy ra biết bao nhiêu cái cuộc chiến, đúng không? Rồi nó cứ đi vào một cái vòng luẩn quẩn như vậy. Sơn đọc tới khúc đó Sơn cảm thấy rất là xúc động. Thì hết chỗ này tới chỗ kia, có bao giờ trái đất mình được yên đâu. Công nhận cô hay thì cô viết, cô hát đã hay rồi, cô đóng phim cũng hay, mà bây giờ Sơn mới phát hiện ra là cái tài viết của cô cũng quá là hay. Cảm ơn Sơn. Cô cũng chả biết hay hay không hay, nhưng mà cô mê văn chương lắm. Từ hồi mà học trung học á, là bắt đầu mê lắm. Mỗi tuần đọc một quyển sách. Không cần biết là tiếng gì, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Việt gì, không cần biết, mà mỗi tuần phải đọc một quyển sách. Thì đây, đây là cuốn sách thứ hai mà Sơn mua của cô đây. Cái chuyện ngắn trắng đêm của dạ, cô thưa đây quý vị. Chưa đọc nha, nhưng mà sẽ đọc. Nhấn mạnh chữ mua nha. Tức là mua đàng hoàng chứ không có đòi không cho. Thật ra thì Thanh Lan cũng rất là biết ơn tất cả các độc giả đã mua sách của Thanh Lan. Tại vì thưa quý vị, đâu có phải cái công mình ngồi viết mà gù lưng mà gõ hàng đêm đâu. Còn nhà in mình cũng phải trang trải chứ. Đó, nhà in đâu có in không cho mình. Cho nên là quý vị giúp Thanh Lan để Thanh Lan có thể trả nợ cho nhà in là Thanh Lan vui lắm rồi. Chắc chắn rồi, quý vị hãy mua cuốn sách này của cô Thanh Lan. Đây là cuốn sách truyện ngắn trắng đêm. Sơn coi sơ qua Sơn thấy rất là thú vị nha. Có những cái tấm ảnh cho Sơn bật tí rất là đẹp của cô. Nhưng mà Sơn hứa là Sơn phải đọc cái cuốn hồi ký xong rồi Sơn mới qua cái cuốn này. Đúng rồi, coi như là cái kia là coi như giới thiệu tác giả đó. Đó, đây cuốn hồi ký nè. Cái quyển này giống như là giới thiệu tác giả. Đây mới là văn chương. Văn chương, này là hồi ký cô kể lại hồi xưa thôi. Hay, nhận cô đa tài thiệt. Có biết cái câu ngu si hưởng thái bình không? Hình như Sơn có nghe. Tức là cái những người nào mà không biết gì nhiều ấy, thì cái được ở không, không có ai bắt làm gì cả. Càng biết làm nhiều càng phải làm nhiều. Càng vô tư càng sướng cô ha. Dạ vâng, thưa quý vị, Thanh Lan thì hay có cái tính là nói chuyện hồi cứ nhớ mấy câu đời xưa. Bây giờ phải truyền lại cho lớp nhỏ biết nói chứ. Ngu si hưởng thái bình. Ngu si hưởng thái bình rồi, nhớ câu đó. Dạ vâng, thì Thanh Lan sợ nhất là điều gì? Là cái tiếng nói của mình nó bị mai một đi. Các em, các cháu sau này không biết nói nữa. Và nhất là ở những nơi mà bây giờ cái tiếng Việt nó không có được ngọn nguồn như là tiếng Việt ngày xưa. Mà nó lại thêm bao nhiêu là những cái chữ lạ lẫm dựa theo cái gốc nào không biết. Thì như vậy nó cũng làm hư hỏng cái tiếng Việt của mình. Nên là một phần trong cái lý do mà tại sao Thanh Lan viết sách là để giữ gìn tiếng Việt ạ. Thì đó, nhờ đọc cuốn sách của cô đó là Sơn mới học được rất là nhiều cái từ tiếng Việt mới đó cô. Sơn nói thiệt đó. Cảm ơn Sơn. Sơn không đùa đâu. Vậy là cô tính mà không chặt. Đi đúng đường. Tại vì sách thì Sơn là một người rất là thích đọc sách. Nhưng mà đa số những sách mà Sơn có là sách tiếng Anh không à. Đó, Sơn ít khi đọc sách tiếng Việt lắm. Nhưng mà khi mà đọc tiếng Việt thì nó phải có một cái câu chuyện gì thú vị, hấp dẫn, lôi cuốn thì sao mới mình mới cuốn mình vào, mình đọc.
Và Son rất là mê những cái câu chuyện mà cô kể. Vậy hả? Dạ. Yeah. Không, cái báo tố cuộc đời này là toàn chuyện thật không đó. Dạ. Yeah. Còn cái trắng đêm này thì có cái chuyện cuối cùng là thật thôi. Yeah. Còn cái những cái chuyện trước á là coi như hoàn toàn là giả tưởng. Dạ. Yeah. Ừ. Yeah. Nhưng mà hay thì nó hay, nhưng mà cái điều mà Son thích ở trong đây nữa là Son có cái cơ hội trau dồi thêm tiếng Việt đó. À, cô nhìn cái quyển sách này, cô nhớ cái này nè. Dạ. Son có thích cái bức tranh này không? Thích chứ cô. Đấy. Yeah. Thì bây giờ cái người bạn mà cho cô mượn cái bức tranh này để lên bìa sách nè. Trắng đêm đó. Đang muốn bán cái bức tranh này. Oh. Thì không biết là có ai thích mua không? Để cho quý vị coi cái bức tranh này. Nếu mà quý vị mà có ở nhà mà có thích có bức tranh này thì gọi Son Lê nhé. Dạ, gọi cho Son nha. 714-703-6348. Rồi, bức tranh này là bạn của cô vẽ đang muốn bán. Ok. Ừ. Nó cũng to, chắc to cỡ này. Dạ. Yeah. Cô có biết vẽ không? Cô hả, hồi nhỏ nói kể cho nghe nhiều chuyện. Hồi nhỏ đi học á, có một năm á, có một lần cô được nhất lớp. Vậy cái đó. Cái giờ vẽ đó. Trời ơi, wow. Mà có một lần đó thôi ạ. Ừ. Cái lần đó là vẽ. Cái lần đó là khó lắm nhá. Ừ. Cô mà dạy vẽ đó, cô bắt đi hái cái lá cây xong về ép cho nó khô. Ép cho nó khô xong rồi dán nó vào cái cuốn tập vẽ đó, là một trang bên này. Rồi trang bên này mình phải vẽ lại nó, mà vẽ bằng Kodoshin là mực tàu á. Ừ. Vẽ đen trắng thôi. Đấy, đúng theo cái lá bên đó nó khô như thế nào thì mình vẽ lại như thế. Ồ. Xong rồi còn một cái nữa là chia ô nhỏ xíu vậy nè. Dạ. Xong mà toàn màu blue thôi. Ừ. Mà từ đậm tới nhạt, mà phải xuống cho nó đều nha. Oh. Pha màu sao cho nó xuống cho nó đều, chứ tự nhiên cái này hai cái hai gần nhau đậm quá xong qua bên này lại nhạt quá là không được. Từ từ đấy, cô được nhất đấy. Dạ, yeah, wow, giỏi quá. Hồi nhỏ cũng thích đi học vẽ. Dạ. Yeah. Cậu của cô là họa sĩ Thái Bá đó. Không biết Son có biết không, chuyên môn vẽ những cái bức tranh mà về Tết đó. Yeah. Cảnh Việt Nam đó. Thì cô có nói với cậu là cậu ơi, khi nào cậu có giờ cậu dạy cho Thanh ở nhà tên Thanh. Cậu nói được. Thế xong rồi rốt cuộc không có giờ, cậu không có giờ, mình cũng không có giờ. Rồi cậu mất rồi. Yeah. Giờ hết người truyền nghề rồi. Tiếc ghê. Chứ không thôi thêm người vẽ nữa nhỉ. Dạ, yeah, đó. Mà ai dạy hát hả cô? Trong gia đình hát hả? Hát là tự học thôi. À. Hồi nhỏ thì bố mẹ có nghe đĩa ngoại quốc nhiều lắm. Dạ. Yeah. Thì Thanh Lan cứ nghe theo đó mà tập thôi, tự tập thôi. Dạ. Yeah. Rất là hay. Nhà Son thì không ai là họa sĩ hết cho nên là... Còn hiện tại thì Son có đang học thêm cái gì không? Hiện tại thì không, Son chỉ trau dồi kiến thức bằng cách là đọc sách thôi. À, yeah. Đúng rồi, đọc sách rất là tốt. Ừ. Tại vì những người mà có đọc sách nhiều thì sẽ suy tư nhiều hơn, yeah. Suy gẫm nhiều hơn và sâu sắc hơn. Yeah. Là những người mà chỉ có nhìn computer. Yeah. Nếu có đụng chạm tới ai thì đừng la Thanh Lan nhé. Không có đụng chạm ai đâu, cô đừng lo. Yeah, đó là một trong những cái thú vui của Son. Son ơi, trước khi mình từ giã khán giả, Son có một cái điều gì mà ấp ủ trong lòng muốn nói với khán giả không? Cái điều gì mà ấp ủ hả? Ừ. Son chỉ muốn nói là Son rất là cảm ơn tất cả những quý vị khán thính giả mà follow Son từ bấy lâu nay. Cái tình cảm của quý vị dành cho Son rất là trân trọng. Mặc dù là Son vừa mới bước vào cái ngành truyền thông thôi, nhưng mà Son nhận được rất nhiều cái tình thương của quý vị. Và Son hy vọng là quý vị tiếp tục ủng hộ cho Son và chúng ta sẽ cùng nhau đi càng ngày càng xa hơn như vậy thôi. Và mong là quý vị hãy mua cuốn sách của cô Thanh Lan, cuốn sách Trắng Đêm, để mà ủng hộ cho cô cái chất xám mà cô đã bỏ ra bao nhiêu đêm thức trắng. Thì trắng đêm mà. Đó, trắng đêm. Cô không thức trắng đêm mấy đêm đó là để, yeah. để đọc lại trước khi đi in đó. Dạ. Yeah. Yeah. Mong là quý vị hãy mua sách ủng hộ cho cô và tiếp tục. Khi nào mà cô đi hát ở đâu, cô nhớ cho Son biết đó nha, để Son thông báo cái schedule để quý vị khán giả có thể tìm đến để mà nghe. Thứ bảy này đi Montreal, yeah. Canada. Ở đâu? Canada hả? Rồi, cô cháu mình sẽ gặp nhau ở đó. Ờ, vậy hả? Có gặp yes, không? Son sẽ đi luôn đó. I saw your picture in there. Quebec đúng không? Ờ, đúng rồi. Đúng có làm MC không hay làm không, gì? Không, Son quay phim thôi. À, quay phim thôi à? Quay phim làm phóng sự thôi. Tưởng lên hát dàn bài tôi. Vâng, xin kính chào quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị trong tuần sau. Xin chào quý vị.